Thực hiện chủ trương đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, chiều 19 tháng 4 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo rộng rãi việc đấu thầu bán vàng miếng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và thông báo trực tiếp đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng. Theo dự kiến ban đầu, thời gian tổ chức đấu thầu vào 10 giờ sáng ngày 22 tháng 4. Tuy nhiên, do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định, nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu này. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào 10 giờ sáng 23 tháng 4 và đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày 22 tháng 4. Trước đó, chiều 19 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về thông báo đấu thầu vàng miếng SJC. Công văn nêu rõ hình thức đấu thầu theo giá, tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng, khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng, tỷ lệ đặt cọc là 10%, giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 81,8 triệu đồng một lượng, khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu của mỗi thành viên. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Những thông tin liên quan sẽ tiếp tục được cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.